Rợn người, bóng trắng đêm trăng bất chợt xuất hiện trên đường vắng khiến tài xế lạnh sống lưng. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tay nhau vụ việc như sau. Khi chạy xe trên đoạn đường vắng, chiếc bóng trắng bất ngờ xuất hiện bên đường khiến tài xế ô tô không khỏi rùng mình, lạnh sống lưng. Bất giác nhìn lên trời thì chợt thấy đêm ấy là đêm trăng rợn người. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tượng một tài xế ô tô gặp phải khi chạy xe trên đường vắng vẻ lúc sáng sớm. Theo dõi camera hành trình cho thấy, vào khoảng 4 giờ sáng, tài xế ô tô một mình chạy xe trên đường vắng vẻ hai bên, không có nhà cửa và cũng không có bất kỳ phương tiện nào lưu thông qua. Có chăng thì chỉ có bóng trăng xa xa trên đỉnh núi, khung cảnh nhìn hết sức rợn người. Tuy nhiên, khi đến đoạn đường gấp khúc, tài xế bất ngờ khi thấy một bóng trắng xuất hiện bên đường. Đáng nói, theo dõi qua camera hành trình cho thấy bóng trắng nhòe đi ngay sau đó. Bắt gặp hình ảnh này khiến tài xế không khỏi thảng thốt, cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay sau đó, vị tài xế đã chia sẻ đoạn clip cắt từ camera hành trình trên ô tô để hỏi cư dân mạng xem cái bóng trắng đó chính xác là gì. Trong khi một số người bán tin bán nghi cho rằng đó chỉ là một người dân đi soi ít hoặc một người dân nào đó đi sớm để bắt xe, thì một số người cho rằng đó chỉ là cái cột mốc do bị ánh đèn ô tô chiếu đến bị lóa, nên tài xế có thể nhìn không rõ. Mới nhìn cũng thấy giật cả mình, tôi mà chạy xe đêm thấy cảnh này chắc cũng khiếp vía. Nhưng tâm thế ngồi nhà xem đi xem lại, zoom gần thì thấy tay chân bóng và đang cầm đèn pin. Dây 19 hình người đó còn che cả số trên cam. Chắc người dân nhà gần đó đi xa ít hay gì đó thôi, tài khoản LB chia sẻ. Cam hành trình đêm nên nhìn không rõ thôi, chứ tôi thấy là người dân đang cầm đèn pin đó. Lần sau có gặp thì bác tài xế quay xe lại, zoom cho kỹ hoặc nhìn cho rõ, để mọi người khỏi phải hỏi lung tung nhé, một bạn khác chia sẻ. Dù không rõ chiếc bóng trắng xuất hiện trên đường vắng là gì, nhưng cũng khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống.